Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chủ động sẵn sàng ứng phó với cơn bão Noru, nhiều khả năng đổ bộ vào khu vực miền Trung. Đề nghị thành lập 5 phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn. Một vấn đề quan tâm tuần này có phóng sự xã hội hóa việc phát huy giá trị di tích Mỹ Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, chiều nay 25 tháng 9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai họp khẩn trực tuyến với các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Cam Tơm, Gia Lai, vùng dự báo bị ảnh hưởng của bão Noru, bão số 4. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai, chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo các sở ngành tham dự cuộc họp. Dự kiến tối và đêm nay, siêu bão Noru sẽ đi vào Biển Đông và tiếp tục di chuyển nhanh hướng về đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến sáng ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão vào đất liền từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Các địa phương này sẵn sàng phương án sơ tán hơn 93.000 hộ trên 368.000 dân, kêu gọi kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 57.800 tàu tránh trú. Tại Quảng Nam, tỉnh đã yêu cầu các hồ thủy điện điều tiết về mức thấp từ 20 đến 30% dung tích để đón lũ. Tại vùng biển có 113 tàu với trên 2.700 lao động đang hoạt động đã nhận được thông báo về bão Noru, trong đó có 19 tàu đang trong vùng nguy hiểm, nhưng địa phương cũng đã liên lạc được với tất cả các tàu để hướng dẫn chủ tàu đưa phương tiện về nơi tránh trú an toàn. Tỉnh cũng đã lên phương án sơ tán 124.700 dân các khu vực xung yếu. Nếu siêu bão thì tỉnh sẽ di dời trên 400.000 dân. Chúng tôi sẽ tuyên truyền các tàu thuyền mà còn ở biển thì tránh xa cái vùng bão này. Vì cái tàu thuyền nó đi không nhanh bằng cái cơn bão. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo các địa phương lên kế hoạch cho cái việc di dời dân vùng bão. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ có cái tuyên truyền cho các du khách ở trong các khách sạn mà gần biển thì có cái trú ẩn nơi an toàn khi bão vào. Hiện nay về vấn đề mà các hồ thủy điện, các hồ thủy lợi thì sẽ có cái theo cái mực nước cụ thể, mặc dù hiện nay mực nước cũng rất là thấp. Tiếp theo nữa là cái vấn đề sạt lở của người dân trên cái địa bàn vùng núi cao thì cũng sẽ cảnh báo. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để di dời dân, khẩn cấp kêu gọi tàu thuyền còn trong vùng nguy hiểm về nơi an toàn, cần thông tin chính xác để tuyên truyền nhân dân thực hiện tránh trú trước khi bão đổ bộ vào bờ. Chúng ta phải tập trung thật là cao. Thì trong chỉ thị của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhắc cái việc này. Có thể là tạm dừng hoãn một số các cái cuộc họp các địa phương với cái tinh thần như thế. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương phải tạm dừng, hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung triển khai phòng tránh bão. Chính phủ sẽ thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để trực tiếp cùng với các địa phương trong ứng phó với cơn bão này. Thưa quý vị, để ứng phó với cơn bão Noru được dự báo rất mạnh và phức tạp, chính quyền và người dân các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão, sẵn sàng phương án cứu nạn cứu hộ khi cần thiết. Những ngày qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công ích Đô thị Tam Kỳ đã triển khai toàn bộ lực lượng tiến hành cắt tỉa cây xanh, hạ độ cao, chặt hạ các cây sau mục, chết khô, nguy hiểm tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố. Trong đó, ưu tiên cắt tỉa các loại cây có đường kính và chiều cao lớn, cây nặng tán, cây nghiêng, nguy hiểm, cành khô, sau một, nhằm tránh gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân khi cơn bão Noru đổ bộ. Bố thời tiết là nó còn bổ số báo vô mạnh, cho nên lãnh đạo công ty của công ty của phần công ích đô thị là cho công nhân coi như là luôn không nói chữ Nhật rồi giấy. Ngay khi có thông tin về sự hình thành và hướng di chuyển của bão Noru, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó khi bão đổ bộ và sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Cụ thể là rà soát, điều chỉnh bổ sung các phương án đảm bảo hậu cần, kỹ thuật. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã phối hợp với các lực lượng tích cực kêu gọi hướng dẫn ngư dân khẩn trương vào tránh bão. Tình hình diễn biến khu vực biển miền Trung trong cái mùa này thì các cơn bão diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến khu vực miền Trung, nên là cán bộ chiến sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là khi huấn luyện trên biển thì chúng tôi cho anh em các cái phương án giả định là các cái tàu là bị là nạn trên biển thì cái phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đặt ra như thế nào. Từ cái phương án cứu hộ cứu nạn rồi các cái kênh thông tin, các cái kênh bảo đảm như thế để làm sao là khi là có tình huống là xử lý được ngay. Dự kiến rạng sáng ngày 26 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4 với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và tiếp tục duy trì cường độ trong ngày 27 tháng 9. Đêm 27 tháng 9, rạng sáng ngày 28 tháng 9, bão đổ bộ vào khu vực miền Trung, dự kiến từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Đây là cơn bão mạnh và chính quyền người dân Quảng Nam đang nỗ lực tận dụng thời gian để có thể hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu bão đổ bộ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có tờ trình gửi Chính phủ về việc đề nghị thành lập 5 phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ về việc thành lập các phường Điện Thăng Bắc, Điện Thăng Trung, Điện Thăng Nam, Điện Minh, Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn và thành lập thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thiện nội dung hồ sơ theo góp ý của đoàn công tác liên ngành. Do đó, Quảng Nam đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập 5 phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn. Việc thành lập 5 phường tại thị xã Điện Bàn sẽ dựa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số và tổ chức bộ máy của các xã hiện nay. Quảng Nam hiện có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 15 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố. Toàn tỉnh có 241 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 13 thị trấn, 25 phường và 203 xã. Thưa quý vị, người Quảng Nam dù sinh sống lập nghiệp ở đâu, vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, dành cho mảnh đất xứ Quảng sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực. Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, uống nước nhớ nguồn của những người con Quảng Nam xa quê, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi họp mặt bà con đồng hương xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên. Những năm qua, Hội đồng hương xã Duy Thu tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương như các hoạt động khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện. Đặc biệt, hoạt động có nhiều ý nghĩa là vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới. Nhiều nhà tài trợ, những người con Quảng Nam có tấm lòng, tâm huyết và trách nhiệm với quê hương đã góp kinh phí đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các công trình thủy lợi với số tiền nhiều tỷ đồng. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Duy Xuyên ghi nhận những đóng góp, những tình cảm, tấm lòng của những người con xã Duy Thu cho quê nhà, đồng thời mong muốn con em xã Duy Thu đang công tác, học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tất cả vì mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hội sẽ kêu gọi những người doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh đóng góp và hỗ trợ cho những người bà con nghèo ở quê hương, hội khuyến học ở quê hương, xây dựng nhà tình thương ở quê hương và giúp đỡ những người công nhân nghèo, những sinh viên nghèo tại quê hương sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói thật sự cái tình đồng hương nó quý lắm, cho nên mình muốn cùng nhau xây dựng một cái tình thương ở nơi này và hướng về nơi mà mình đã được sinh ra. Thì bà con cũng rất tích cực ở đồng hương của Duy Thu ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có sự quan tâm đóng góp cụ thể như tích cực những cái việc hỗ trợ cho người nghèo, rồi xóa nhà tạm. Rồi những cái mùa mà đặc biệt vừa qua là mùa dịch, rồi mùa bão lũ thì thường xuyên quan tâm đến nhau để rồi chúng ta có sự phát triển chung. Cho nên mình tin tưởng rằng trong thời gian đấy là Hội đồng hương Duy Xuyên ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành ở miền Nam này sẽ có sự đoàn kết nối bà con mình để rồi có sự chúng ta góp sức giúp đỡ lẫn nhau ở tại nơi thành phố Hồ Chí Minh cũng như nơi địa khác và đồng thời có sự quan tâm về quê hương để rồi có sự đóng góp để cho Duy Xuyên sẽ trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Dịp này, Hội đồng Hương xã Duy Thu tại thành phố Hồ Chí Minh ra mắt ban chấp hành mới, đồng thời trao tặng 4 căn nhà tình thương và hỗ trợ 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học của địa phương. Buổi gặp mặt cũng tổ chức đấu giá thành công 3 vật phẩm nhằm gây quỹ giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số tiền kêu gọi được trên 300 triệu đồng. Trong đó, doanh nhân Phan Thị Thanh Truyền, tổng giám đốc công ty cổ phần năng lượng Kintech ủng hộ 100 triệu đồng tiền mặt cho công tác khuyến học, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương. Thưa quý vị, từ khi thành lập năm 1995 đến nay, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn đã thực hiện tốt công tác bảo tồn, hợp tác quốc tế, đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc phát huy giá trị di sản đã giúp Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự trang trải, đóng góp kinh phí giữ gìn, gia cố, bảo tồn, kể cả góp vốn vào các dự án quốc tế trong công tác trùng tu. Để tiếp tục phát huy di sản này trong thời gian đến, chủ trương của tỉnh Quảng Nam là phải tiến hành xã hội hóa lĩnh vực này. Vấn đề quan tâm ở đây là xã hội hóa như thế nào và ở mức độ nào, vùng nào của di sản, phải được cụ thể hóa trong đề án, phải được nghiên cứu kỹ càng, bởi đây là việc làm chưa có tiền lệ. Thời gian qua, bên cạnh giữ gìn nguyên vẹn các thành phần kiến trúc tại khu BCD, thông qua hợp tác ba bên Italia, UNESCO, Việt Nam đã giúp bảo tồn thành công nhóm tháp Cửa, hợp tác với Viện Bảo tồn Di tích trùng tu hoàn chỉnh tháp E7, phối hợp với chuyên gia Ấn Độ trùng tu các nhóm tháp KHA. Từ các dự án trùng tu, nhiều di tích có nguy cơ sụp đổ đã trở nên an toàn, đảm bảo trước các yếu tố bất lợi của thiên tai. Huyện Duy Xuyên đã gửi văn bản đề xuất đến Viện Bảo tồn Di tích về quy hoạch bảo tồn phát triển Mỹ Sơn giai đoạn 2021-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch mới sẽ kế thừa và bổ sung bản quy hoạch trước đây được thực hiện trên diện tích 1.158 ha. Theo đó sẽ bổ sung nhiều hạng mục phía Tây Nam, phía Tây Bắc để có không gian, phạm vi đầu tư nhằm tiến tới xã hội hóa, mời gọi đầu tư. Huyện Duy Xuyên cũng kiến nghị một số giải pháp thu hồi đất, xử lý triệt để các doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư vào Mỹ Sơn nhưng không phát huy hiệu quả. Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn là một trong 8 khu di sản của quốc gia, và nó trước hết là phải xác định rằng là nó là một cái di sản quý giá, là tài sản phải được gìn giữ, phải được bảo tồn. Do đó cái vai trò bảo tồn gìn giữ phải đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên cùng với cái vấn đề bảo tồn gìn giữ thì phải cần có nguồn lực để phát huy di sản. Vì vậy vấn đề xã hội hóa là điều cần lo. Thế nhưng là xã hội hóa như thế nào, xã hội hóa đến đâu để vừa có thể cân bằng được công việc bảo tồn di sản và phát huy di sản là một vấn đề rất là lớn. Trong chuyến khảo sát mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết, tỉnh đã quyết định thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để quản lý, khai thác, bảo tồn, phát huy giá trị di tích Mỹ Sơn, bao gồm xác định rõ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, phân định quyền sở hữu các khu tháp thuộc về nhà nước, quyền mức độ tư nhân được quản lý, khai thác di tích, tỷ lệ phân chia nguồn thu để phục vụ quản lý, khai thác và trùng tu tôn tạo di tích. Chúng tôi cho rằng cái việc mà thực hiện cái chủ trương xã hội hóa theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn là hết sức là cần thiết trong giai đoạn hiện nay, để chúng tôi tập trung được nguồn lực để bảo tồn và phát huy cái giá trị di sản văn hóa này. Đương nhiên trong quá trình xã hội hóa, vì đây là cái đề án mới hoàn toàn ở Việt Nam, kể cả ở trên thế giới cũng ít các khu di sản văn hóa thế giới nào được quản lý bằng hình thức của mô hình đầu tư công tư kết hợp, thì chúng tôi sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sẽ xây dựng đề án, sẽ lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà tư vấn, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tiễn về vấn đề này, để tranh thủ xin ý kiến của bộ ngành trung ương để chúng tôi có một cái đề án quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn bằng hình thức xã hội hóa một cách có hiệu quả nhất. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, xã hội hóa việc phát huy giá trị di sản văn hóa Mỹ Sơn là để có nguồn lực đầu tư tốt hơn trong công tác trùng tu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Còn xã hội hóa tới đâu, khu vực nào, không gian trách nhiệm ra sao sẽ được làm rõ trong đề án. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên tiếp tục hợp đồng với đơn vị tư vấn làm trước đề cương theo hướng vùng nào vùng lõi, vùng đệm, cách phân chia đề án, tổ chức triển khai. Sau khi có đề cương ban đầu sẽ giao trách nhiệm cho các sở văn hóa, thể thao và du lịch, kế hoạch đầu tư, xây dựng, tài chính và các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên tiếp tục hoàn thiện đề cương, xây dựng đề án, sớm trình cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để thông qua. Nhà máy thủy điện có các hạng mục chính sau: hồ chứa nước, đập dâng, tràn, tuyến ống dẫn nước và nhà máy. Phương thức vận hành hồ thủy điện: vận hành trong mùa cạn. Khi mực nước hồ, mực nước ở hạ du, nhu cầu sử dụng nước ở hạ du bình thường, chủ hồ quyết định vận hành hồ. Khi mực nước hồ thấp, nhu cầu sử dụng nước ở hạ du tăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định vận hành hồ. Hạn hán thiếu nước, yêu cầu bất thường về sử dụng nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định vận hành hồ. Khi mực nước hạ du lên cao, nhu cầu sử dụng nước ở hạ du không nhiều, thì các hồ vận hành phát điện để nước qua tua bin về hạ du tương ứng. Khi mực nước hạ du xuống thấp, nhu cầu sử dụng nước ở hạ du nhiều, thì các hồ vận hành phát điện để nước qua tua bin về hạ du tăng để cấp nước cho hạ du. Vận hành trong mùa lũ. Trong điều kiện thời tiết bình thường, chủ hồ quyết định ra lệnh vận hành hồ. Khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các tình thế thời tiết khác có khả năng gây mưa lũ, mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương, trưởng ban chỉ đạo hoặc trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo cấp có thẩm quyền quyết định ra lệnh vận hành hồ. Vận hành trong điều kiện thời tiết bình thường. Trong điều kiện thời tiết bình thường, chủ hồ quyết định vận hành hồ sao cho mực nước hồ luôn nhỏ hơn mực nước cao nhất trước lũ để tạo sẵn một dung tích phòng lũ thường xuyên cho hồ chứa. Vận hành hạ mực nước để đón lũ. Khi dự báo có hình thế thời tiết có khả năng gây mưa lũ và mực nước hạ du tại trạm thủy văn dưới báo động 2, thì trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ra quyết định vận hành hạ mực nước hồ về mực nước đón lũ. Lúc này, vận hành tổng lưu lượng xả tràn và lưu lượng chạy máy sẽ lớn hơn lưu lượng nước về hồ. Mực nước hồ hạ dần về mực nước đón lũ, hồ sẽ dành một phần dung tích đón lũ. Vận hành giảm lũ cho hạ du. Khi mực nước tại trạm thủy văn lớn hơn mức nước theo quy định, tùy từng địa phương, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ra quyết định vận hành giảm lũ cho hạ du. Vận hành tổng lưu lượng xả tràn và lưu lượng chạy máy sẽ nhỏ hơn lưu lượng nước về hồ. Vì trước đó, hồ đã dành trước một phần dung tích đón lũ, nên một phần nước lũ được tích trong hồ, mực nước hồ lên dần đến mực nước dâng bình thường. Khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường, hồ không còn khả năng tích thêm nước. Lúc này, vận hành tổng lưu lượng xả tràn và lưu lượng chạy máy bằng lưu lượng nước về hồ, để duy trì mực nước hồ tại mực nước dâng bình thường. Sau khi vận hành giảm lũ cho hạ du, hạ mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ. Khi hết lũ, mực nước hạ du xuống thấp dưới báo động 1 thì trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ra quyết định vận hành hạ mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ. Lúc này, vận hành tổng lưu lượng xả tràn và lưu lượng chạy máy sẽ lớn hơn lưu lượng nước về hồ. Mực nước hồ hạ dần về mực nước trước lũ để tạo sẵn một dung tích phòng lũ thường xuyên cho hồ chứa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.